Trong môi trường liên minh huyền thoại chuyên nghiệp, có rất nhiều giải đấu quyết định đi theo hướng nhượng quyền thương mại như LPL, LCS, LEC, LCL và mới nhất là LCK. Trong số những cái tên nêu trên, đã có tới hơn phân nửa khu vực thuộc những giải đấu top đầu thế giới. Vậy thì liệu nhượng quyền thương mại ở các giải đấu liên minh huyền thoại có phải là một bước tiến lớn để các khu vực nhỏ hơn như PCS hay thậm chí là VCS nói theo? Hình thức nhượng quyền thương mại được hiểu là hình thức nhượng quyền kinh doanh. Đây là mô hình cho phép các cá nhân, tổ chức được cung cấp hàng hóa, dịch vụ của họ tại một khu vực hay rõ hơn là một giải đấu cụ thể. Từ đó các doanh nghiệp thương hiệu sẽ cho phép các doanh nghiệp khác mua lại thương hiệu của mình, đồng thời sử dụng sản phẩm hay bán dịch vụ trên thương hiệu đó. Đổi lại, doanh nghiệp mua thương hiệu phải trả cho bên bán một khoản phí sử dụng bản quyền hay chiết khấu phần trăm doanh thu trong khoảng thời gian nhất định trong hợp đồng theo thuận của hai bên. Nói một cách dễ hiểu, ban tổ chức giải đấu là một doanh nghiệp bán thương hiệu. Những đội tham gia tại giải đấu sẽ là những doanh nghiệp mua lại và sử dụng sản phẩm hay bán dịch vụ dựa trên thương hiệu đó. Đồng nghĩa với việc những giải đấu được vận hành theo hình thức nhượng quyền thương mại sẽ loại bỏ đi cơ chế lên xuống hạng truyền thống. Việc một tổ chức liên minh huyền thoại có được tham gia vào một giải đấu hay không sẽ quyết định với hội đồng của giải đấu đó cùng những yếu tố khác, đặc biệt là vấn đề tài chính. Ngoài ra, để được hội đồng giải đấu xét duyệt để được tham gia một giải đấu theo hình thức nhượng quyền thương mại, các tổ chức liên minh huyền thoại còn phải chứng minh được tầm nhìn, chiến lược, khả năng quản lý đội tuyển, nhân sự, tư duy điều hành, định hướng của tổ chức trong tương lai. Về phía ngược lại, khi mà các đội tuyển tham dự đảm bảo về mặt kinh tế lẫn tài chính cho giải đấu, thì ban tổ chức cũng phải có trách nhiệm duy trì, vận hành giải đấu một cách tốt nhất bằng những luật lệ chặt chẽ, cơ sở vật chất được bảo dưỡng, thay mới thường xuyên, ban trọng tài, bình luận viên làm việc tốt, hiệu quả. Quan trọng nhất là việc quảng bá hình ảnh giải đấu một cách tích cực cũng như mạnh mẽ. Việc giải đấu được nhiều người biết đến hơn sẽ mang lại càng nhiều bản quyền phát sóng, hợp đồng quảng cáo cũng như những sản phẩm ăn theo của giải đấu, từ đó mang lại một nguồn thu lớn cho ban tổ chức cũng như các đội tham dự. Vậy thì mặt lợi của những giải liên minh huyền thoại vận hành theo thể thức nhượng quyền thương mại này là gì mà khiến cho nhiều khu vực lớn trên thế giới sẵn sàng loại bỏ đi format của những giải đấu truyền thống? Đầu tiên cũng là điều mà các tổ chức liên minh huyền thoại yêu thích nhất, đó chính là việc loại bỏ cơ chế lên xuống hạng ở mỗi mùa giải. Cụ thể, khi tham gia vào giải đấu có thể thức nhượng quyền thương hiệu, sẽ có một số tiền thỏa thuận giữa các đội tuyển với ban tổ chức giải đấu như một hợp đồng cho thuê, khi mà các nhà đầu tư của các đội tuyển sẽ bỏ một khoản tiền để được thi đấu tại giải đấu đó trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ khiến cho ông chủ của những đội tuyển không may có một đội hình không mấy mạnh mẽ ở mùa giải này sẽ giảm bớt áp lực về mặt thành tích. Khi việc thắng hay thua của một đội tuyển không trực tiếp ảnh hưởng đến những lợi nhuận mà các chủ đầu tư thu được từ giải đấu mà họ tham gia. Về phía ban tổ chức, với thể thức nhượng quyền thương mại, họ sẽ dễ dàng nắm được tình hình tài chính của những đội tuyển đang tham gia giải đấu của mình, mà từ đó đưa ra những chính sách, đãi ngộ cũng như mức giá một cách hợp lý. Thêm vào đó, quản lý tình hình kinh tế của các đội tuyển ở giải đấu cũng sẽ giảm theo được tình trạng nợ lương tuyển thủ hay không minh bạch trong tiền thưởng mỗi cuối mùa, mang lại cho giải đấu một môi trường chuyên nghiệp hơn. Nhìn vào thực tế, ở các giải đấu nhượng quyền thương hiệu như LPL, LEC hay mới nhất là LCK, ta có thể dễ dàng thấy được logo của những nhà hàng thể thao lớn như Nike, Adidas, New Balance trên áo đấu của họ. Vậy thì tại sao thể thức nhượng quyền thương mại lại thu hút được nhiều sự đầu tư của các nhà hàng lớn trên thế giới? Ở thời điểm hiện tại, ta có thể dễ dàng thấy được sức hút của liên minh huyền thoại với những người trẻ tuổi ngày một lớn khi họ đang dần rời xa những kênh phát sóng truyền thống trên TV mà chuyển sang những nền tảng khác như Twitch, YouTube. Trong năm 2016, tổ chức Mindshare North America đã xác định được 65% người xem eSports có độ tuổi từ 18-34. Những công dân của thế kỷ mới đang xem TV ngày một ít đi một nền tảng mà những môn thể thao vốn đã và đang dựa vào. Thay vào đó, họ xem những nội dung online nhiều hơn, đặc biệt là eSports. Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng, những nhà hàng thể thao hay thậm chí là những hãng xe lớn như BMW sẵn sàng nhảy vào trở thành những nhà đầu tư cho các đội tuyển liên minh huyền thoại để có được những lợi ích từ việc quảng bá hình ảnh, khoản tiền từ nhà tài trợ lớn, tiền thưởng giải đấu cao, ổn định về mặt tài chính mà không lo phải rớt hạng. Đó là những gì mà chúng ta rút được khi nhìn vào những giải đấu vận hành theo thể thức nhượng quyền thương mại. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao VCS không chọn đi theo con đường nhượng quyền thương mại như những khu vực hàng đầu thế giới đã làm? Lý do đầu tiên phải nói đến chính là không có cơ chế lên xuống hạng. Như đã biết, việc có thể thức lên xuống hạng sẽ là một nguồn động lực cực kỳ lớn cho những đội tuyển phía dưới bảng xếp hạng cố gắng thi đấu ở giai đoạn giữa và cuối mùa. Khi chuyển sang hình thức nhượng quyền thương hiệu, sẽ có những đội tuyển không bị áp lực về mặt xuống hạng, từ đó thi đấu không thực sự hết mình cũng như không có một định hướng rõ ràng trong tương lai, khiến cho mặt bằng chung về trình độ của các đội tuyển trong giải đấu bị ảnh hưởng một cách đáng kể. Nếu như VCS đi vào hoạt động như LCK, LPL hay LEC từ những năm trước, chắc chắn chúng ta sẽ khó thấy được sự tiến bộ
của những đội tuyển như Sky hay Luxury ở VSS mùa đông lần này. Thay vì nỗ lực để cải thiện trình độ qua từng mùa giải, chỉ cần có tiền thôi thì những đội tuyển yếu cũng sẽ được tham gia thi đấu tại VSS, khiến cho tính cạnh tranh của giải đấu suy giảm một cách đáng kể. Lý do tiếp theo mà VSS vẫn chưa chuyển sang hình thức nhượng quyền thương hiệu đó chính là việc ban tổ chức VSS vẫn chưa đủ cứng cáp để đón nhận một sự thay đổi lớn đến như vậy. Giải thấy nhất ở VSS mùa đông, việc liên tục có những lỗi trong server giải đấu cũng như những sai sót về mặt phát sóng như bị trôi camera hay không bắt kịp theo những tình huống nóng của trận đấu từ phía bàn kỹ thuật cũng cho người xem thấy được độ mỏng về mặt nhân sự của phía giải đấu. Với một giải đấu nhượng quyền thương hiệu, khi mà số tiền được đổ vào là cực kỳ lớn thì những cơ sở vật chất cũng như ban tổ chức cũng phải đạt tới mức tốt nhất có thể. Hiện tại, dù có thi đấu ở Gaming House hay ngay tại GG Stadium, chúng ta vẫn chưa thể đáp ứng nổi về những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất cũng như cách thức tổ chức giải đấu. Thêm vào đó, ở phía các đội tuyển tham dự VSS, không ai đảm bảo rằng họ thực sự quyết tâm đầu tư vào Liên minh Huyền thoại một cách mạnh mẽ. Ngoài những gương mặt lớn như NRG của GAL, Amverse của SPTC, Cerberus, thì những cái tên còn lại vẫn chưa cho người hâm mộ cũng như ban tổ chức thấy được sự chắc chắn cũng như kế hoạch dài hạn. Có thể nói rằng, hình thức nhượng quyền thương mại ở các giải Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp là một trong những con ngỗng đẻ trứng vàng của các tổ chức eSports ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Tuy rằng vẫn còn đó nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng việc VSS chuyển sang hình thức này sẽ là một bước tiến lớn của Liên minh Việt Nam về mặt kinh tế lẫn thành tích trong tương lai.